Khi nhắc đến chiến tranh là sẽ nhắc đến vũ khí, con người gây ra chiến tranh với nhau bằng những thứ vũ khí tương tự nhau. Trải qua các thời kỳ, văn minh ngày càng tiến bộ thì vũ khí cũng ngày càng phát triển. Nhưng điều đó vẫn làm cho các quốc gia ngày càng cải tiến, tạo ra những loại vũ khí hạng nặng, làm tăng cường bộ mặt quân sự của đất nước. Nhắc đến chiến tranh là nhắc đến vũ khí, con người gây chiến với nhau bằng những vũ khí tương tự nhau. Trải qua các thời kỳ, văn minh ngày càng tiến bộ thì vũ khí cũng ngày càng chết chóc hơn. Thế nhưng, điều đó vẫn làm cho các quốc gia ngày càng cải tiến, tạo ra những loại vũ khí hạng nặng làm tăng cường bộ mặt quân sự của đất nước. Vũ khí nào rồi cũng sẽ lỗi thời, với cuộc chạy đua vũ trang và sự phát triển khoa học công nghệ của thế giới, ngành công nghiệp quốc phòng đang là một miếng mồi béo bở cho các cường quốc, và vì thế, các vũ khí sẽ không ngừng được tăng độ sát thương. Tất cả những vũ khí đó làm thay đổi những cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử nhân loại, thậm chí làm thay đổi cả một xã hội loài người. Đầu tiên là giáo, thương, kích và lao, đâm tới đích. Ở thời đồ đá, người ta đã dùng đá vỏ chai mài cho sắc nhọn để làm dụng cụ. Thế rồi có ai đó đã thử đặt một trong những vật nhọn đó lên cây giáo để tạo nên ngọn giáo đó. Từ đó, cho đến tận nửa thế kỷ thứ 17, những ngọn lao và giáo luôn là vũ khí quan trọng bậc nhất trong chiến tranh. Trên chiến trường, họ xếp thành các đội hình khối vuông, cầm giáo dài đâm hạ những kẻ địch thủ tàn mác hơn. Đó chính là đội hình của Alexander Đại Đế, vị tướng chinh phạt Macedonia cổ đại, người đã chinh phục cả thế giới từ Hy Lạp sang Ấn Độ. Giáo là thứ vũ khí hết sức phổ biến, hết sức cơ bản của các đạo quân từ thời cổ đại cho đến tận thời kỳ thuốc nổ được dùng phổ biến. Thứ hai là cung tên. Cung tên là một hệ thống vũ khí tầm xa bao gồm một thiết bị phóng có độ đàn hồi là cung và đạn, có trục dài là mũi tên. Cung tên dài với sức bắn rất xa đã biến Vương quốc Anh trở thành một cường quốc quân sự khi đánh bại đội quân Pháp trong trận chiến Crecy. Cung tên cũng chính là lý do khiến người Hexo chinh phục người Ai Cập, người La Mã thất bại trong cuộc chiến Parthia, các cuộc thập tự chinh thất bại và thành các Tư Hãn đánh bại mọi đối thủ trên con đường chinh phạt. Thứ ba là kiếm. Kiếm hay gươm được xem là một biểu tượng bất tử của chiến tranh. Hình ảnh người chiến binh Hy Lạp cổ đại trong bộ giáp và cây kiếm dũng mãnh đã in sâu vào ký ức của nhiều người khi đọc thần thoại Hy Lạp. Thanh kiếm cũng gắn liền với nhiều truyền thuyết nổi tiếng trên khắp thế giới và ở Việt Nam. Truyền thuyết về vua Lê Lợi trả gươm cho thần Kim Quy sau khi đại thắng quân Minh xâm lược được dạy trong sách giáo khoa. Nhật Bản còn có triết lý sống dựa vào thanh kiếm của mình, họ gọi đó là kiếm đạo. Ở ngoài Nhật Bản, kiếm cũng là một thứ vũ khí mang tính biểu tượng của các nền văn hóa khác nhau. Sự thành công của Hy Lạp và La Mã với nghệ thuật đấu kiếm đã tạo nên truyền thống chiến tranh giáp lá cà và trên cả khắp châu Âu. Áo giáp là thứ vũ khí thay đổi theo thứ vũ khí mà nó muốn chống lại. Người Hy Lạp cổ đại rất chuộng áo giáp bằng đồng bởi người ta có thể nấu chảy và đúc đồng thành các phiến lớn. Vũ khí ngày càng mạnh nên giáp ngày càng dày. Tất cả phần giáp trên cơ thể hầu như không hiệu quả bằng phần giáp được cầm trên tay. Cái khiên, mũi tên vẫn có thể xuyên qua phần giáp trên ngực. Thế nhưng nếu mũi tên đó có bắn vào tấm khiên và đạt được sức xuyên thủng y như vậy, nó cũng không thể chạm được vào cơ thể. Khiên đối với quân đội Hy Lạp rất quan trọng. Đối với một chiến binh, việc để mất khiên là một sự nhục nhã vô cùng. Thứ năm là chiến mã xa. Cỗ xe ngựa làm thay đổi chiến trường. Dịch lại từ cuốn 50 vũ khí làm thay đổi chiến tranh của William Wee. Quê hương của chiến mã xa là vùng lưỡng hà của người Sumer. Đầu tiên, đó là một cỗ xe bốn bánh đồng trục được hai lửa kéo, có thành cao, bên trong có một người lái và có một người ném lao. Nó khá là cồng kềnh và xoay chở khó khăn. Sau đó, người Sumer cải tiến thành xe hai bánh, vẫn do lửa kéo, nó đã trở nên linh hoạt hơn, mặc dù vẫn còn cồng kềnh nhưng rất có giá trị trên chiến trường. Nhiều thế kỷ sau, bàn đạp ngựa đã được phát minh và đã khiến cho kỵ binh được tăng sức mạnh hơn nữa. Chiến mã xa dần chỉ còn là lịch sử. Thứ sáu là lửa Hy Lạp. Lửa Hy Lạp là một vũ khí gây cháy nổ được sử dụng bởi đế chế Đông La Mã bắt đầu từ năm 672, được sử dụng để phóng hỏa tàu địch. Lửa Hy Lạp có một hợp chất dễ cháy phát ra từ vũ khí phóng lửa. Một số nhà sử học tin rằng nó có thể bốc cháy khi tiếp xúc với nước. Dựa trên nguyên lý của naphtha và vôi sống, người Byzantine thường sử dụng nó trong các trận hải chiến vì nó có thể tiếp tục cháy khi nổi trên mặt nước. Lợi thế công nghệ mà nó mang lại là nguyên nhân dẫn đến nhiều chiến thắng quan trọng của quân đội Byzantine. Người Byzantine đã gọi vũ khí tối quan trọng này của họ là ngọn lửa biển. Tỏa ra hồ sơ về một sự kiện ở thế kỷ 13, trong đó ngọn lửa Hy Lạp được người Saracen sử dụng để chống lại quân thập tự chinh được miêu tả như sau. Đuôi ngọn lửa kéo dài phía sau, nó to như một ngọn giáo lớn và nó phát ra tiếng động nghe như tiếng sấm của trời. Nó trông giống như một con rồng bay qua, phát ra ánh sáng rực rỡ để người ta có thể nhìn thấy khắp trại như thể đó là ban ngày. Thứ bảy là pháo cơ khí. Pháo cơ khí là một loại pháo đối trọng được dùng để phá hủy cấu trúc của các bức tường hoặc để phóng đạn qua các bức tường thành. Thế nhưng bên kia sông là đội quân của Sai rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung chặn lại. Alexander liền cho sắp xếp hàng ngang các khẩu pháo bắn tên của mình bên này bờ sông rồi đồng loạt phóng tiễn. Tuy chỉ tiêu diệt được tầm trục kẻ địch nhưng mỗi mũi tên đều xuyên thủng qua khiên lẫn giáp trái ngực. Thậm chí có mũi tên kết liễu cả một kỵ binh lẫn một con ngựa của anh ta. Kinh hãi trước tầm bắn và uy lực của nó, quân Sai đành phải rút ra khỏi bờ sông và quân Alexander đã có thể vượt qua sông. Loại đại bác dã chiến thời cổ đại này rõ ràng có tác dụng tâm lý hơn là tác dụng tiêu diệt sinh lực địch.
lịch sử chiến tranh chứa đầy những vũ khí như vậy. Trong một số trường hợp nhất định, các xác chết bị nhiễm các bệnh khác nhau được phóng vào các thành phố với mục đích lây lan dịch bệnh với những người bị bao vây. Đây là một biến thể thời trung cổ của chiến tranh sinh học. Thuốc súng là một hỗn hợp của diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi. Những vật liệu này khi kết hợp với nhau sẽ cháy nhanh chóng và phát nổ như một trận đẩy. Các nhà sử học của Trung Quốc đã phát hiện ra công nghệ này vào thế kỷ thứ 9 sau Công nguyên. Trong quá trình tìm kiếm một loại thuốc trường sinh, thành phần chính của diêm tiêu đã được sử dụng từ cuối thế kỷ trước Công nguyên cho mục đích y học. Nó được phát hiện là một chất cháy nổ và ngay lập tức được áp dụng vào chiến tranh. Các cuộc chinh phục và xâm lược của người Mông Cổ đã khiến thuốc súng lan rộng ra khắp thế giới. Có tài liệu cho rằng công nghệ này đã đến Trung Đông vào thế kỷ 13. Khi đó, các thương nhân cũng như quân thập tự chinh đã tiếp xúc với nó. Khi các cường quốc châu Âu nổi lên vào thời kỳ đầu của hiện đại, diêm tiêu được sử dụng như là một công cụ chính của chiến tranh. Thứ 9 là mìn. Mìn là một thiết bị nổ cố định được thiết kế với mục đích tiêu diệt người, tàu hoặc phương tiện khi chúng tiếp xúc với nó. Các mỏ ngầm đã được sử dụng từ thế kỷ 19. Mìn đất đã trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến tranh 100 năm sau đó. Mìn tàu ngầm hay thủy lôi là vũ khí dưới nước bao gồm một lượng thuốc nổ được gắn với một thiết bị khiến nó phát nổ khi tàu hoặc tàu ngầm tiến lại gần. Quả mìn được neo tại chỗ, độ sâu của nó dưới bề mặt tùy thuộc vào chiều dài của dây cáp mà nó được buộc vào. Khi thân tàu được chạm vào hoặc tiếp cận, quả mìn sẽ phát nổ. Có sức hủy diệt cao nhưng được chế tạo tương đối rẻ. Thủy lôi là một vũ khí hải quân hiệu quả, mìn tàu ngầm điển hình chứa khoảng 225 kg thuốc nổ. Mìn đất là một loại thuốc nổ có vỏ bọc được chôn ngay bên dưới mặt đất, mặc dù các loại mìn tự chế dưới dạng đạn pháo chôn vùi đã được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất, đặc biệt là với quân đội Đức để chống lại xe tăng của Pháp và Anh. Những loại mìn này chỉ trở nên quan trọng trong Thế chiến thứ hai, dễ dàng sản xuất và vận chuyển vũ khí với nhiều loại khác nhau và được rải xuống các bãi mìn rộng lớn ở Liên Xô, Bắc Phi và mặt trận phía Tây. Hầu hết mìn ban đầu đều có vỏ kim loại hình tròn hoặc hình vuông, nhưng để ngăn chặn sự phát hiện của tử tính, các mẫu này đôi khi được làm bằng nhựa. Mìn đất thường được sử dụng để phá vỡ hoặc ngăn chặn cuộc tấn công ồ ạt của các xe tăng và bộ binh.